Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Duy Tân Food. Hôm nay mời các bạn cùng mình vào bếp để làm món tôm rim mặn ngọt nha. Món này ăn với cơm rất là ngon luôn các bạn ơi. Mình đã chuẩn bị đây là 300g tôm sú. Cái này mình chọn loại to nha. Các bạn có thể chọn loại vừa hoặc nhỏ thì tùy thích. Và đây là một ít hành lá nè, đầu hành và tỏi và hành tím. Mỗi thứ mình xài một ít. Tôm mình mua còn rất là tươi luôn các bạn, nó còn sống luôn á. Mình sẽ rửa qua nước muối. Mình cho nước vào nè, mình cho muối vào. Và thêm khoảng một lát chanh. Các bạn vắt vào đây luôn. Trong lúc này thì mình cũng tranh thủ mình sơ chế tôm luôn. Tôm mình sẽ cắt bỏ chân nè. Ở trên cái phần đầu á, nó sẽ có hai cái chấm đen, một cái ở giữa là nó là gạch, còn có một chấm đen ở phần trên nó là cái túi phân, các bạn cắt bỏ ngang cho đó là được. Còn ở phần đuôi á, nếu các bạn muốn chừa cái đuôi lại cho đẹp á, thì các bạn nên cắt bỏ cái ngạnh cứng ở ngay giữa á. Mình cắt bỏ cái ngạnh cứng này nè. Cái này nó cũng nguy hiểm các bạn, nó hơi bị cứng, ăn nó dễ bị sốc lắm. Này các bạn để ý nè, trên phần đầu nó có rõ ràng một phần là gạch, một phần là cái túi phân, mình cắt bỏ cái phần túi phân là được. Và mình cũng lấy cái phần chỉ lưng ra luôn nha các bạn, để cho tôm nó dễ thấm á. Mình sẽ cắt ở phần trên sống lưng, cái phần vỏ cắt đôi ra. Nếu thích các bạn có thể lột vỏ luôn cũng được. Mình thì mình chừa vỏ, mình chừa đuôi luôn cho con tôm nó đẹp. Đây là phần tôm mình đã sơ chế xong rồi nè. Hành tím thì mình đập dập nè, tỏi mình cũng đập dập luôn. Và cái gốc hành lá mình cũng cho vào đây mình băm chung luôn. Tất cả này các bạn nên đập dập trước á, thì cái mùi nó thơm hơn nha. Mình băm nhuyễn chung luôn. Hành lá thì mình cũng cắt nhỏ luôn. Để tiện hơn trong lúc rim tôm á, thì mình sẽ pha sốt trước. Mình pha sốt rim trước. Mình cho ở đây 2 muỗng canh đường. Một muỗng cà phê hạt nêm. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Nửa muỗng cà phê tiêu. Và nửa muỗng cà phê ớt bột. Mình cho ở đây 3 muỗng canh nước mắm. Và khoảng một muỗng canh nước màu. Cái này thì các bạn tùy gia giảm nha, tùy thích đậm nhạt thì mình gia giảm. Và khoảng 3 muỗng canh nước lọc đó các bạn. Khuấy dần cho phần gia vị này nó tan đều trước. Bắt chảo lên bếp chờ chảo nóng, cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Cho cái phần hành tím, tỏi và đầu hành băm á, vào đây mình phi thơm. Khi cái phần này nó vừa thơm lên mình cho cái phần tôm vào luôn. Các bạn vàng đều tôm ra cho tất cả các tôm á nó tiếp xúc với mặt chảo nha. Các bạn vẫn để lửa trên trung bình.
và khoảng chừng 1 phút á mình sẽ trở mặt tôm. Mình làm gì nè, để cho cái phần tôm, thịt tôm á được săn chắc hơn. Mỗi mặt mình sẽ áp chảo 1 phút. Khi cái phần tôm mình trở mặt được 1 phút rồi á, mình cho cái phần sốt mình đã chuẩn bị sẵn lúc nãy mình cho vào đây luôn. Nấu với lửa lớn cho nó mau sôi rồi các bạn giảm lửa trung bình nha. Chỉ giảm lửa trung bình thôi chứ đừng có nấu lửa nhỏ quá nha các bạn. Và cứ như vậy mình sẽ nấu khoảng từ 5 đến 7 phút cho cái phần nước rim nó sắc xuống là được. Trong lúc này các bạn có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình mình. Nếu nhạt có thể thêm muối. Các bạn đừng có để nước nó cạn quá thì mình tới hồi đó mình chỉnh không kịp nha. Cái phần nước rim nó sắc xuống như vậy là được rồi nè các bạn. Và trước khi tắt bếp mình cho đây một ít hành lá cắt nhỏ nè và rắc lên một ít tiêu xay. Món tôm rim mặn ngọt này ăn với cơm trắng rất là tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn cũng có thể chuẩn bị thêm một tô canh rau nè hoặc là canh canh khoai mỡ á là đã có thể đầy đủ cho bữa ăn của gia đình mình rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu thích nhớ cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.